khi sáng thì trời mưa lâm râm cả nhà ơi. Nhưng mà trời thương, bây giờ là trời nắng. À, ba ơi, con yêu ba. À, như là thấy là ông trời giống như ba mình đó, cứ nhìn ông ba là ông ba thương à, ông ba cho nắng đẹp lên. À, đây là khung cảnh chùa Quan Âm, các bạn cứ đi chơi tự nhiên đi. Rồi tự nhiên nó mới đẹp. À, mình phải qua tượng Phật đấy, mình qua tượng Phật đấy. Qua tượng Phật. Ở trên đây nhìn xuống thấy khung cảnh của Đà Nẵng rất là dễ thương. À, cả nhà mình đi qua tượng Phật đấy. Rồi cứ tự nhiên rồi ok. Về chùa thanh tịnh trang nghiêm, từ bi trí tuệ diệu hiền. Bạn ơi. Đây là cây hoàng hậu. À, Ngân Hà. Ngân Hà. Rồi các bạn. Rồi các bạn cứ đi qua tự nhiên. Rồi. Chào chị, chào cô. À. Bóng cây xanh rất là dễ thương. Chào em. Chữ Phật gồm có chữ nhân, cùng bên chữ Phật gọi là Phật ngồi. Chữ nhân chỉ thị con người, chữ Phật dùng để quét trần sạch trong. Xuất gia quét dọn ái ân, quét sạch phiền não trong tâm con người. Quét luôn tam độc xa rời, vô minh quét sạch chỉ thời sáng trong. Lục căn đối với lục trần, tâm không vận động vượt ngoài thế nhân. Mọi điều hưng thịnh suy vong, tâm luôn tịch tịnh khác vòng thế gian. Ngai vàng điền ngọc không màng, bồ đề nhập định quy hàng tà ma. Thắng mình trần thẳng vinh quang, từ biết cứu độ muôn ngàn chúng sinh. Mọi người tài thể đồng thanh, tôn xưng là Phật siêu nhân trên đời. Tam tàng kính điện sáng ngời, do Phật chỉ dạy khắp thời thiên nhân. Dạ cảm ơn chị. À, giải nghĩa với chữ Phật rất là hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mấy chị mặc áo dài rất là đẹp. Áo dài xanh đẹp lắm lận. Vì đời còn lắm tham sân, cho nên la hán khai tâm để mà. Tay nâng chiếc tháp liên hoa, như nâng vũ trụ trong tòa pháp không. Vắt chân ngồi tựa lưng nai, bỏ quên quá khứ vị lai mất rồi. Các bạn cứ vào đi, các bạn cứ vào đi. Phải chăng nhân thể trầm phù, sao la hán mãi trầm tư thế này. Những câu thơ rất là hay. Dạ. Ơ kìa la hán ba tiêu, hình như ngài cũng đắm chiếu sự đời. Tai nghe muôn vàng khổ sầu, được mất mặc kệ lo âu mà gì. Lan rất thích những câu thơ ở chùa. Vãi mà
một tuổi tình thương, niềm vui trổ nụ trên đường đổ xanh. Thảnh thơi trong chỗ bụi hồng, nụ cười hỷ lạc cõi lòng thênh thang. Nơi đâu vắng bóng Phật Đà, Ngài về hoàng hoa vượt qua khổ sầu. Quá giang La Hán, cảnh chùa Linh Ứng rất là đẹp và thật may mắn. Hôm nay trời đẹp, mặc dù lúc sáng thì có lâm râm mưa và mọi người rất là lo lắng, nhưng mà trời đã thương, đã cho nắng lên. Hàng Long La Hán rồng kia vung vẩy mấy trời, về đây phụ phục ta ngồi ôi hư phong. Cử bác La Hán tay nâng chiếc bạc lên trời, để luôn phụng sự cõi đời lầm than. Chúc hả? Nặng. Tại vì hồi nãy lên xe không thấy. Đi sau hả? Đi sau. Ok. Tiểu sư La Hán vui đùa sư tử con ư, ấy là La Hán tiểu sư thật rồi. Tịnh tòa La Hán tay ôm bình bạc ngài ngồi, vô tư mà nhớ kiếp người mong manh. Thám thủ La Hán tọa thiền chỉ thấy tâm thôi, xả thiền thấy cả đất trời nhẹ tên. Trường Mi La Hán ngắm đời ngắn ngủi trôi đi, ấy là La Hán trường mi rất hiền. Án Môn La Hán muốn vào được cửa vô môn, dễ thôi tẩy tình tâm hồn rồi qua. Kỳ Tường La Hán lần theo dấu vết chân voi, để nghe diệu pháp sáng soi nẻo về. Phục Hộ La Hán hộ kia chúa tể sơn lâm, mau mau đổi tâm chuyển tâm theo ngài. Như Lân đã giới thiệu qua thập bát La Hán, bây giờ Như Lân sẽ qua quay cảnh tôn tượng Đức Quảng Thế Âm Bồ Tát từ phía trước. Cổng chùa Linh Ứng nhìn từ trong chùa ra. Từ chùa Linh Ứng nhìn ra cảnh biển rất là xinh. Xa kia là dãy núi Ngũ Hành Sơn, rất đẹp. Trong video có lẽ không được rõ lắm, nhưng không sao. Cảnh chùa Linh Ứng nhìn từ ngoài vào. Mẹ ơi, dòng sữa cam lô đã nuôi con từ hư vô thuở nào. Mến mông biển rộng trời cao, trái tim Bồ Tát dạt dào.
bảo lang. Yên nghiêng ở tại lòng ta, suối nguồn hạnh phúc chẳng hòa trong tâm. Beautiful. Ai về Đà Nẵng quê mình, non non nước nước trữ tình làm sao. Biển xanh sóng vỗ lao sao, từ ngàn năm vọng tiếng chào yêu thương. Sông hàng dải lụa quê hương, làm duyên hoa nở trên đường đẹp sao. Bà Nà núi Chúa tự hào, dập dìu du khách vui nào vui hơn. Lại về thăm Ngũ Hành Sơn, viếng chùa lễ Phật cho hồn thành thơi. Ai về Đà Nẵng mà chơi, lên non xuống biển cho đời thênh thang. Hãy đi hít thở và cười, mang về hạnh phúc cho người cho ta. Cười lên, hãy cười lên, ha ha, cười ha ha đi các bạn, mang về hạnh phúc cho ta cho người. Thu sáng nay đi chùa có duyên gặp Cẩm Thu. Cẩm Thu có ánh mắt rất là xinh và nụ cười rất là tươi. Tặng Cẩm Thu bài thơ Nụ Cười Hàm Tiếu. Hãy giữ trong tâm nụ cười hàm tiếu và ánh nhìn lấp lánh bao dung, cho biển thêm xanh, trời thêm rộng và cuộc đời thêm những yêu thương. Mỗi nụ cười trong từng hơi thở cho tâm hồn hạnh phúc bình yên. Đứng lên đi Cẩm Thu. Hãy đi và trao nhau nụ cười, cho cuộc đời thêm ý vị bạn ơi. Hết. Cẩm Thu thích không? Dạ, thích ạ. Dễ thương. Dạ. À, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều nha. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Cô 65. Trúc sinh đứng cạnh Lộc Vân, mỉm cười hớn hở vì mình còn xuân. Sáng nay Như Lân rất là vui mừng được đi chơi cùng các bạn, một nhóm cũng khá đông, nhưng mà các bạn ham chơi chạy đâu hết trơn ra Lân không biết nữa, còn lại sọt lại đây là Trúc với Ngân Hà thôi. Vì Lân là thích có phim mà các bạn thích chụp ảnh đó mà. Như Lân, Trúc và Ngân Hà xin chào cả nhà. Ba lại đây, Điệp lại đây. Đó, con Năng Sương thì chạy đâu mất nữa. Có ai nữa hả? Nhỏ mình cũng đông đông đó. Hôm nay tổng số là đi bao nhiêu người hả? Cả xe. Xe đi rất là đông, nhưng mà mọi người là ai đi chụp hình riêng hết trơn. Còn Như Lân là thích có phim, có phim để mà chia sẻ với
cả nhà YouTube mình đó. Như Lan chúc cả nhà luôn luôn sức khỏe, bình an và hạnh phúc nghe. À, ủng hộ Như Lan nha. Like, đăng ký, share, comment. Cho Như Lan kiếm chút xu. Như Lan tích lại, Như Lan làm từ thiện. Rất là dễ thương. À, đây là bạn ba của Như Lan, bạn Điệp, bạn Hà, bạn Trúc. Rồi. Rất là dễ thương. Rồi, dạ. Sáng nay tình cờ mà gặp cô rất là dễ thương, dịu dàng. Cho nên là xin quay cô một xíu vào video. Cô bảo đẹp quá. Áo lam đi chùa là đẹp nhất á. Rồi, cô xin phép chào cô nha. Rồi. 1, 2, 3. Rồi, tự là đi. Đừng vì chứ mày phải nâng ba làm điều mệt lắm là rồi. Nó khám lắm chứ. Dạ, chùa Linh Ứng Công nhiều cảnh đẹp, nhưng mà Như Lan phải chạy theo cả đoàn vì thời gian có hạn. Như Lan đến đây rất là nhiều lần, nhưng mà hầu như không có lần nào tròn vẹn vì phải chạy theo chương trình tour. Muốn tròn vẹn phải đi một mình thôi. Dạ, chị rất là dễ thương. Chị Cúc ơi, ra đây ngồi đi. Em là YouTuber. Nhu Lan, Nhu Lan TV, Nhu Lan TV mà viết là TV là Nhu Lan TV. Dạ, về em đưa cái này lên rồi mà chị xem cho vui nha. Kỷ niệm. Về mở ra cái YouTube đấy. Dạ, chắc là khuya nay hoặc là sáng mai. Dạ. Dạ, về con xử lý hình ảnh nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng pháp tại vườn hoa Lộc Uyển. Ở đây có rất nhiều tượng, những chú nai rất là xinh. Và đây là những đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Năm anh em Kiều Trần Như. Đây là hình ảnh của Đức Phật khi Ngài nhập Niết Bàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoa sương, thú sương, hoa khôi hồng đức một thời. Giờ đây vẫn đẹp, rạng ngời như xưa. Xin chào. Chào khán giả của Lan TV. Của Như Lan TV. Như Lan TV. Đó, đi cùng nhau, nhưng mà đến đây là mọi người là ham chụp hình, coi phim riêng, đi dạo chơi. Bây giờ lại gặp nhau đây. Khoan chia tay. Hay đi. Hít thở mỉm cười, mang về hạnh phúc cho người cho ta. Hãy đi hít thở mỉm cười, mang về hạnh phúc cho người cho ta. Cười lên đi ha ha ha. Cười lên đi ha ha ha. Mang về hạnh phúc cho ta, cho người. Bài hát ngắn mà sáng nay Như Lan sáng tác để ghép vào phim. Rồi.